điểm thời trang kỳ này sẽ mang đến cho các bạn những thông tin sau. Vừa qua, họp báo ra mắt Maleficent Mistress of Evil đã được tổ chức tại nhà hát El Capitan Los Angeles. Dàn diễn viên đã tụ họp gần như đầy đủ ở thăm đó lần này. Tiền hắc ám Angelina Jolie cùng nàng công chúa Aurora Elle Fanning trở thành tâm điểm chú ý với hai thần thái trái ngược nhau. Sự đối lập này khiến sự tò mò của khán giả dành cho bộ phim tăng cao. Ngoài háo hức đón chờ bộ phim, khán giả còn được chiêm ngắm những ngôi sao trong các trang phục lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ kỳ này. Angelina Jolie và nàng công chúa đời thực Elle Fanning diện những bộ cánh lộng lẫy và đúng với tính cách nhân vật trong phần 2 Mistress of Evil của bộ phim. Cùng với đó là dàn diễn viên xuất hiện trong phần 2 kỳ này, mỗi người một vẻ mang đến không khí sôi nổi và thời thượng tại thảm đỏ của Mistress of Evil. Kenvert đang tiến hành từng bước trên tinh thần Zero Waste và đặt nền tảng cho sự phát triển dòng sneaker bước vào ý tưởng Stable Fashion. Vấn đề môi trường hiện tại đã trở thành trách nhiệm và là điều mong mỏi ý thức cá nhân. Đến lượt các thương hiệu cũng không muốn đứng một chỗ, và Kenvert, ông anh cả trong làng streetwear cũng vậy. Sáng tạo theo một cách mới nhưng vẫn cố gắng giữ lại nền tảng phát triển cho tương lai của thời trang bền vững. Kenvert đang giảm thiểu sự lãng phí vào thời trang, đề cao tinh thần tiết kiệm tối đa cho dòng review nhằm nêu rõ ý chính Much More Formless. Review Canvas FA19 là bước đầu xuất phát trong năm 2019 cho lá cờ bền vững, là một dấu xước rất có ý nghĩa, và hôm nay trong mùa FA19 cũng vậy. Và họ lại tiếp tục kể câu chuyện tái chế trên mọi hình thức với chất liệu đặc biệt dệt từ hàng loạt vỏ chai nhựa thu về để cho ra đời một đôi giày Review Canvas. Cứ một sản phẩm Review Canvas ra đời đồng nghĩa với một số lượng vỏ chai đã được tẩu tán. Sau bộ sưu tập Prada thu đông với trang phục nhà binh nặng nề trong bầu không khí u tối, Miuccia Prada mang đến Milan Fashion Week Sonia 2020 một cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo, tối giản nhưng không đơn điệu. Mọi chi tiết trên thiết kế của Prada đều gây bất ngờ, vừa quen lại vừa lạ. Nói một cách khác, đó có thể là những thứ chúng ta quen thuộc hàng ngày hay đã thấy ở đâu đó, và rồi Miuccia Prada thể hiện lại tất cả qua góc nhìn Les Amour của mình. Trong bộ sưu tập Prada Xuân Hè 2020, Miuccia chia sẻ quan điểm rằng con người, mà hơn thế nữa là phong cách cá nhân quan trọng hơn quần áo. Bộ sưu tập có thể xem là tủ đồ mùa hè với những kiểu trang phục rất hữu dụng, nhưng vẫn đủ đặc sắc để cất lên tiếng nói riêng. Bằng một cách nào đó, bộ sưu tập này gợi nhớ cho tôi về bộ sưu tập Xuân Hè 2009, về phong dáng cũng như tinh thần nhẹ nhàng và bay bổng, giống như kỳ nghỉ hè ở một thành phố ven biển xinh đẹp, như một thước phim cổ điển với nhạc nền giai điệu dập dìu. Những kiểu đầm váy thập niên 40 bằng linen màu cát được làm nhăn và viền trong thật tự nhiên, như thể để người phụ nữ của Prada bỏ mặc những lo toan đời thường và tận hưởng thời khắc bình yên vô lo vô nghĩ. Những chiếc áo chân váy và cả nón bằng da được may sống với những đường cắt không hoàn hảo nhưng mang tinh thần tự do và phóng khoáng của Prada.
chào các bạn. Và ngày hôm nay Trâm Anh đã quay lại với 360 độ thời trang. Và hiện tại Trâm Anh đang đứng tại MuseShop 150-4 Nguyễn Trãi, quận 1. Và trong cái không gian này thì Trâm Anh thấy có rất là nhiều cái style phù hợp với mình. Và hy vọng ngày hôm nay các bạn sẽ chọn cho mình những cái style phù hợp với mình nhất nha. Và Trâm Anh xin giới thiệu người bạn đồng hành của Trâm Anh, chị Lựu. Ok, xin chào Trâm Anh. Xin chào quý vị khán giả. Rất là vui khi mà hôm nay 360 độ thời trang ghé thăm Miu. Thì không biết là Trâm Anh đã từng ghé Miu chưa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho Trâm Anh những cái bộ đồ ở đây của Miu ha. Dạ. Okay, bây giờ mình sẽ đi thử ha chị. Ok. Không biết là Trâm Anh có thích những cái màu áo kiểu crop top như thế này không nhỉ? Có. Bên Miu thì kiểu những cái đồ mà năng động crop top này, quần cô lớp, quần sọt thì rất là nhiều. Những cái màu áo crop như kiểu này thì Trâm Anh có thể phối được nhiều quần sọt, quần jean, chân váy này kia hơn. Như những cái áo crop hoa kiểu này thì ngoài ra ví dụ Miu cũng còn có những cái mẫu đầm kiểu như thế này. Trâm Anh có thể đi tiệc, đi làm đều được. Bộ đầu tiên thì mình sẽ cho Trâm Anh thử bộ này ha. Ok. Này thì mình có thể là đi chơi, cà phê, bạn bè, dạo phố đều được ha. Ok. Bây giờ mình sẽ đi rồi, ok. Cho anh nhờ. Cái mẫu hoa này á, thì hiện tại thì mình đã vào thu đông rồi cho nên cái hoa nó không có được rực rỡ quá, thì nó dạng là nền đen nên là mình mặc nó cũng không có bị tươi, nó vừa với cái mùa. Thì cái kiểu áo này á, cho anh có thể lên thành cổ vuông như thế này. Ok đó, thành cổ vuông như thế này cho anh có thể phối với lại chân váy này, quần sọt này, đi có thể là đi học, đi dạo phố, đi chơi đều được luôn. Có ứng dụng rất là nhiều phải không chị? Thì ví dụ như là nếu mà mình sợ bị hở quá thì mình lên cái vai một xíu, còn không thì mình thả xuống bẹn vai khi đi chơi với bạn. Dạ. Rồi. Và cái bộ đồ như này thì em nghĩ chắc nó cũng không kén người mặc đâu chị ha. Thì em thấy nó đã che được cái phần eo rồi, với lại cái phông quần rộng thì giúp cho những bạn ví dụ như có dáng người như em không có cao lắm thì em sẽ mặc những cái phông quần như thế này thì nhìn nó sẽ dài hơn một tí xíu nữa. Các bạn mà kiểu thấp một xíu á thì mình sẽ phối với quần ngắn. Thì nó sẽ không có tạo cảm giác là bị lùng quá. Thì cái áo này bo chỉ thì nó khoe được cái phần eo của mình hơn. Và em cũng tò mò là không biết bộ thứ hai thì chị phối cho em là bộ nào ạ? Rồi, thì mình sẽ kiểu cách xa ra cái phong cách năng động một xíu thôi. Mình đi kiểu là Trâm Anh có thể là đi tiệc, Trâm Anh có thể đi làm, có thể phối với nhiều kiểu khác nhau. Trâm Anh thử bộ này nha. Bây giờ em đi thử luôn ạ. Ok.
chị lựa cho mình thì em không biết là cái bộ đồ này tại sao chị lại chọn cho em bộ trang phục này ạ? Ok, thì Trâm Anh có thấy cái màu của nó như thế nào? Nó rất là tông trầm đúng không? Ờ, thì hiện tại thì mình đang cái mùa như thế này rồi, thì những cái mẫu đồ của Miu nó đang đi cái theo kiểu là cái tông nó hơi trầm á. Thì những cái bộ vest như thế này á, Trâm Anh có thể phối rời, có thể phối rời với lại áo vest riêng, với lại quần jean này, quần sọt, chân váy. Thì cái bộ này chị phối cho Trâm Anh là nguyên một set với chân váy sọc caro luôn đúng không? Thì Trâm Anh có thể mặc cái caro này là dạng quần, ở Miu cũng có dạng quần dài luôn. Thì những cái bộ này thì Trâm Anh kiểu là đi làm này, đi gặp khách hàng, đi kiểu dạng làm, đi làm công sở thì thường các chị sẽ thích như thế này. Vì với cái thời tiết như thế này á thì đi làm nó sẽ có se lạnh một xíu, thì các chị khách sẽ kiểu là sẽ thích cái kiểu là phong áo sơ mi vest như thế này, áo vest như thế này. Và em không biết là cái bộ thứ ba đó thì là chị sẽ chọn cho em thêm một cái phong cách nào nữa ạ? Thì hồi nãy là mình năng động rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ mình đi công sở đi làm rồi thì mình sẽ tiếp theo một bộ nữa. Thì sẽ lựa cho anh kiểu là đi tiệc, đầm đi tiệc đi ha. Okay, rồi ok ha. Rồi. Mà chị lựa phối cho mình. Thì riêng về cái bộ trang phục này, ban đầu khi mà mình được cầm cái đầm lên á thì mình thấy là nó có một cái phần viền ở đây, thì mình nghĩ nó nhìn trông khá là cổ điển. Nhưng mà khi mà mặc vào thì mình thấy là nó cũng có một cái nét hiện đại, tại vì là cái cổ của nó thì được khoét sâu thì nó tạo một cái điểm nhấn là nhìn trông rất là sexy. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình vẫn thích cái phần check eo này hơn, tại vì trong cái eo nó rất là nhỏ luôn á. Và trong cái mùa thu đông này thì mình thấy tất cả các màu đang trend đó chính là cái màu giống như thế này. Cảm thấy rất là ưng, đây là cái bộ mà em thích nhất luôn á. Nó cũng là một cái màu giống như hồi nãy giờ mình cứ đi theo tông á, là nhẹ nhàng màu đút. Nhưng mà cái này nhìn thì kín nhưng mà thật ra không kín. Đúng rồi. Cái đó là sâu cũng đây. Cái này thì ngoài ra thì Trâm Anh có thể là mang đi tiệc á, thì có thể đi chơi, đi dạo, đi cà phê với bạn bè thì vẫn có thể mặc được. Tại vì nó vừa phải, không có bị dài quá, chỉ bằng qua gối thôi. Thì Trâm Anh có thể rất là dễ ứng dụng. Và có một cái mẹo nhỏ nữa là tại vì là mình thích cái gì nó nữ tính nhưng mà nó có một cái chút cá tính, cho nên là thành ra mình phối với lại một cái đôi bốt. Nhưng mà bên cạnh đó thì ví dụ như những bạn mà mình thích nữ tính hoặc là nhìn tiểu thư hơn một tí xíu thì chúng ta sẽ phối với một cái đôi nút, đôi giày nút quai ngang, cao gót. Thì nó nhìn nó trông nó sẽ nữ tính nhiều hơn và nhìn nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều. Và chị ơi, chị có thể nói lại tổng quát ba cái bộ đồ để cho các bạn có thể nắm rõ cái style mình là như thế nào được không ạ? Ok, thì chị đã giới thiệu cho Trâm Anh ba bộ ha. Thì bộ đầu tiên là một cái áo hoa với lại cái quần jean. Thì bên Miu thì mình có những cái kiểu áo dạng là áo kiểu phối hợp với lại những cái quần jean phá cách một xíu, hoặc là những cái chân váy. Thì bên Miu có thiết kế theo kiểu phối bộ như vậy. Bộ thứ hai thì là giới thiệu cho Trâm Anh là một bộ vest. Thì bộ này thì chủ yếu là cho các chị khách văn phòng để đi làm và đi gặp khách hàng. Nhưng mà mình có thể phối rời cái bộ ra để làm một bộ cá tính, ví dụ như là mình mặc cái áo thun bên trong. Kiểu vậy thì mình có thể tách kéo vest ra được. Thì bộ thứ ba là một bộ đầm cho Trâm Anh, thì nhìn rất là năng động, Trâm Anh có thể đi tiệc đi chơi đều được luôn. Thì những cái bộ đầm ở bên Miu á thì rất là gọn cho khách, là nó vừa cái chạm phần nửa đùi của mình thôi. Thì đi tiệc cũng nhìn cũng có thể là nhìn nó sexy này. Vừa gọn để có thể đi chơi, đi cà phê này kia. Thì nó không có quá ngắn. Nó chỉ phụ nửa đùi của mình thôi.
Dạ. Ok ha. Và chị ơi, ngày hôm nay em rất là cảm ơn chị Lụ, cảm ơn Miu Shop đã tạo điều kiện cho tụi em đến đây và chia sẻ với các bạn những cái phong cách, những cái style mặc đồ. Và các bạn ơi, nếu như mà tuần này các bạn chưa xem được ở trên TV thì các bạn có thể bấm 360 độ trên YouTube để xem lại chương trình kỳ này, để biết là Trâm Anh cùng với chị Lụ sẽ chia sẻ những cái phong cách, những cái style ăn mặc như thế nào và giới thiệu cho các bạn một cái shop rất là dễ thương đó chính là Miu Shop. Và hy vọng là các bạn sẽ thích ngày hôm nay với lại ba bộ đồ mà Trâm Anh và chị Lụ đã chia sẻ cho các bạn nhé. Và Trâm Anh và chị Lụ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.